1.000 lời nói thì cũng không bằng trích một lỗ một để cho chúng ta thấy được à, một lỗ này thì nó sẽ thay mặt cho 1.000 lời nói luôn để chúng ta biết được cái giá trị của nó. Inox 304 à, một cái bát inox 304 siêu dày đây. Inox 304 đây. Sẵn này chia sẻ bà con cô bác luôn là những cái ke inox 304 này rất là mắc tiền luôn, mà hầu như là trong hệ thống mình là chơi ke này hết các bạn. Đó, chơi là chơi sang cỡ đó luôn. Không cần phải khoan bàn, không cần phải khoan bàn làm gì. Chơi khoan tay mà còn chẳng cần phải khoan xịn làm gì. Chơi khoan cùi bép luôn. Khoan cùi bép luôn. Đấy, để sang tua chậm các bạn. Hết sang nước khoan các bạn. Ok. Đó, kiếm tí dầu làm mát không có hư mũi rồi xui xui luôn rồi, bên này không có dầu làm mát đó, vứt luôn đây. Mũi 6, mũi số 6 đây, không cần phải khoan mồi làm gì hết, quất luôn, quất đại luôn đi. Này thì 304 này, 304 này, 304 này, à, các bạn thấy khoan 304 nó rất là khoai. Các bạn đừng có nghĩ là mình khoan nó ngọt ngào như vậy mà các bạn tưởng dễ. Nhiều các bạn khoan thử là biết rồi. Để cho nó cứ trơn tuần tượt đi. Đó, các bạn thấy chưa? Lợi hại của cô ban chưa? Rồi, test cái mũi chua xoắn luôn. Rồi, chua xoắn này mấy ly đây? Rồi, chua xoắn này 4 ly. Ok, quất luôn. 4 ly này, 304 này. Này thì 304 này, làm láng luôn 304 này. Ba lẻ tư lút cán luôn 304, các bạn thấy không, ngọt còn hơn mật ong nữa, mía chẳng ăn thua gì với mấy cái thể loại muối này. Rồi đây cho bà con cô bác thấy luôn, sau khi mà đã khoan xong rồi nó có suy xuyển gì không ha. Đó. Sau khi khoan xong này nhìn đầu mũi không có vết xước luôn. Kinh khủng. Đây là một con khoan ba chức năng, một con khoan ba chức năng mẫu mới nâng cấp, mẫu mới nâng cấp đầu kẹp autolock kim loại 13 ly luôn, nhỏ gọn trong lòng bàn tay như thế này. Thì sẵn thì hôm nay giới thiệu cho các bạn một cái con khoan mẫu nâng cấp này, thì mình sẽ cho các bạn coi lại cái giá, cập nhật lại cái giá của cái mũi khoan nha, mũi khoan của ban thép gió HSF 13 mm, xin lỗi các bạn, HSF phụ Coban M35. Thì những cái mũi khoan này, những cái mũi khoan này bên mình bán thì nó rất là nổi tiếng, tức là ở cái hiệu năng và cái giá của nó thì cũng tương đối bình dân, thì cũng không cao lắm, nhưng mà cái chất lượng của nó thì xài thì cực tốt luôn. Ok, xin bà con cô bác nút like rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần chính của cái video ngày hôm nay. Rồi, lần đầu tiên thì dành cho những khách mới, lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc với lại Sớm Mới Nhật Bản Biên Hòa, thì mua hàng thì các bạn có thể gọi điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp đến số điện thoại ngay trên màn hình chúng ta luôn á, 0703 388 042 để chúng ta đặt hàng nha. Giá bán thì chưa có bao gồm phí vận chuyển, tại bên mình bán với hàng cho các bạn với cái giá gọi là giá lẻ bằng giá sỉ, hoặc là gọi là giá nhà máy đó, nó chưa có bao gồm một cái chi phí gì hết. Thành ra thì các bạn trả thêm cái tiền ship nữa, tiền ship của các bạn nó dao động khoảng độ từ 30 đến 35 ngàn tùy địa phương, tùy trọng lượng cân hàng á. Rồi các bạn đặt hàng xong rồi chúng ta nhận hàng, chúng ta thanh toán, thủ tục chỉ đơn giản vậy thôi, mong là chúng ta hợp tác vui vẻ. Rồi còn một cái điều tiếp theo nữa, cho đến hiện tại luôn, cho đến cái thời điểm bây giờ luôn, thì cái nói chung là những cái bình luận đó thì cũng chỉ rơi vào những cái khách mới lần đầu tiên tiếp xúc với Số Máy Nhật Bản Biên Hòa, thì các bạn thấy có những cái bình luận hết sức là vô duyên các bạn, gọi là bình luận vô duyên, không biết là những cái con người đó không biết là đã coi một giây một phút nào của cái video chưa, chưa coi chưa biết gì hết, tự nhiên vô phán câu xanh rờn bảo này Số Máy Nhật Bản Biên Hòa mà Số Máy Nhật Bản tại sao bán toàn đồ Trung Quốc,
toán bán toàn đồ tàu. Thật sự luôn, thì những người mà hỏi cái câu hỏi đó chắc chưa bao giờ coi 1 giây 1 phút nào của shop. Dạ xin thưa luôn, cái tên shop thì nó chả nói lên cái gì liên quan đến cái sản phẩm cả. Cái tên shop là do mình thích cái tên nào thì mình đặt cái tên shop đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Ví dụ như bây giờ tôi bán trái cây thì tôi đặt cái tên quán là quán cà phê. Thì mặc dù là tên quán cà phê nhưng mà tôi không bán cà phê, tôi bán trái cây. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi á. Còn cái thứ hai là tất cả những cái hàng bên shop bán xuất xứ nguồn gốc nó như thế nào thì bên shop có nói trong video luôn. Ví dụ như hàng Đài Loan, hàng Nhật, hàng Mỹ, hàng Hàn Quốc, hàng tàu gì đó thì nói xuất xứ đúng không? Thì chúng ta coi chúng ta sẽ biết shop này bán những cái hàng gì. Này chưa coi chưa biết gì hết tự nhiên đùng đùng vô cái đó gọi là tay nhanh hơn não đó các bạn. Rồi cái đó là những cái vấn đề dành cho khách mới ha. Còn ngay bây giờ luôn thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Đây là cũng là cái mẫu như đợt vừa rồi các bạn, cũng là cái mẫu như đợt vừa rồi ha. Cũng là cái mẫu như đợt vừa rồi luôn, nhỏ gọn luôn. Nhưng mà đợt vừa rồi á thì nó là đầu kẹp 10 ly, đầu kẹp 10 ly giống y chang như cái thằng này này các bạn này. À, đợt vừa rồi là nó giống y chang như cái thằng này luôn. Thằng này là khoan 2 chức năng nha, còn thằng này là 3 chức năng. Đợt này thì nó nâng cấp, nó nâng cấp lên cho ông ta luôn. Mà giá thì theo như mình thấy thì giá cũng vẫn không đổi luôn, giá cũng vẫn không đổi luôn nha. Chúng ta sẽ được cái đầu kẹp kim loại đây, 13 ly, kẹp 13 ly đây ha. 3 chức năng đây, bắt vít này, khoan, búa này, ok. Dành cho những khách nào chúng ta thích nhỏ gọn, nhỏ gọn nhưng mà cái công lực của nó thì phải nói là rất là khỏe đúng không? Đây. Nó không có thay đổi một cái gì hết, nhưng mà cầm hai cái máy lên thì nó sẽ khác rất là nhiều. Cái máy 3 chức năng này đầu kẹp sắt kim loại nó rất là nặng nha, còn cái máy này thì nó nhẹ hơn rất là nhiều. Ra thì khách nào mà thích gọn nhẹ không cần búa đó, chúng ta gọi là chuyên mà bắt vít hay là khoan sắt khoan gỗ gì đó, thì chúng ta sử dụng cái cây 2 chức năng như thế này thì nó sẽ rất là ổn nha. 2 chức năng này, động cơ không chổi than, chạy pin Makita chân phổ thông 18-21V. Thì để chúng ta phân biệt ra thì thằng 2 chức năng này thì nó chỉ có một loại một thôi, thì chúng ta phân biệt ra rất là dễ ha. 2 chức năng đầu kẹp 10 ly này, giá đợt này nó sẽ giảm cho chúng ta luôn, còn 350.000. Thế như mình nhớ là giá của cái lô cũ của nó là 390 thì phải ha. Ồ, giá đợt này giảm rất là tốt các bạn. Giá đợt này giảm rất là tốt luôn nè, còn 350.000 là khoan 2 chức năng đầu 10 ly ha, đầu kẹp 10 ly. Rồi khoan 3 chức năng, đây khoan 3 chức năng thì chúng ta sẽ phân biệt ra 2 loại. 3 chức năng bên mình có 2 loại, cũng là đầu kẹp 13 ly luôn, nhưng nó sẽ 2 loại. 3 chức năng nhỏ này, thân nhỏ này, giá của nó là 450.000. Giá rất là tốt cho một cái cây khoan xịn sò như thế này đúng không? Động cơ không chổi than, chạy pin 18-21V không chổi than luôn nha. Chân phổ thông luôn nha, đầu kẹp kim loại 13 ly. Rồi khoan 3 chức năng lớn này, khoan 3 chức năng lớn cũng là đầu kẹp 13 ly luôn, nhưng mà công suất của nó sẽ lớn hơn chút xíu à. Thì giá của nó thì cũng nhỉnh hơn chút xíu, 495.000. Đây, thì khách hàng nào chúng ta thích to khỏe thì chúng ta sẽ chọn cái cây này. Nó to, rất là to, khỏe, rất là khỏe đó. Đây, nó to hơn rất là nhiều. To hơn rất là nhiều các bạn thấy không? Để hai cây như thế này chúng ta so sánh chúng ta mới thấy được này. Quá kiểu nó to chả bá như thế này mà giá của nó lệch nhau có 45.000 thôi. Lệch nhau có 45.000 thôi. Đã gây không? Đó, dành cho khách hàng nào chúng ta thích. Ví dụ như ở thợ thì chúng ta xài cái to, gia đình chúng ta xài cái nhỏ là ok rồi ha. Chứ cái này mà chúng ta quất thêm cục pin vô nữa rồi cầm nó hơi bị đuối đó các bạn. Lại đặc biệt luôn là pin giờ đại đa số nó là 15 cell rất là nặng. Một cái quả pin 15 cell chuẩn như thế này này các bạn này, thì nó phải nặng ngoài 900 gram mà. Nói chung là nó xấp xỉ 1 cân đó các bạn, xấp xỉ 1 ký đó, là đứng ở chuẩn của nó là xấp xỉ 1 ký đó, không có nhẹ đâu à. Cộng cái thân máy tầm 1 ký nữa ông ta gá vô coi như các chú các bác lớn tuổi là cầm nó hơi gọi là hơi đuối đó các bạn. Thành ra thì đừng có Việt Nam ham to, tùy cái nhu cầu của chúng ta, nhắm tay mình nhỏ tay mình yếu thì mua cây nhỏ gọn này thôi, còn những cái cây to lớn như thế này thì dành cho những anh thợ chúng ta đi cày bừa cuốc đất các kiểu để chúng ta kiếm tiền đó. Rồi đây giá của nó đây, khoan 2 chức năng 13 ly thì những cái này thì xin thưa các bạn luôn, đối với những khách mà lần đầu tiên tiếp xúc máy pin á thì có đặt rất là nhiều câu hỏi nào là anh khoan gỗ, anh bắt vít, anh khoan tường, anh tép,
thử một cái đi, dạ xin thưa với lại những khách hàng mới luôn, tức là ở trên YouTube nó có 1001 cái những cái clip như thế đó rồi. Chúng ta chỉ cần đánh một cái từ khóa vô trong YouTube là test khoan ba chức năng thôi, nó lên cho chúng ta 1000 video rồi. Thành ra thì những cái đó thì gọi là không có lôi vô nữa, cho nó mất thời gian các bạn, rất là mất thời gian những cái đó. Rồi những cái đó thì nếu mà phàm là đã khách mà đã xài máy pin rồi thì những cái clip đó thì nó gọi là nó nhàm quá rồi, nên thì mình cũng không test làm gì nữa. À, hai chức năng 350, ba chức năng nhỏ là 450.000, ba chức năng lớn là 495.000. Tất nhiên rồi là giá, thứ nhất là giá cũng chưa bao gồm phí vận chuyển, cái thứ hai là giá chưa có bao gồm pin, chưa có bao gồm sạc. Cho đến thời điểm hiện tại luôn này các bạn này, thời điểm hiện tại bây giờ là ngày 10 mười mấy tháng 3 đây, mười mấy tháng 3 của năm 2024 thì cũng có rất là nhiều khách hỏi shop cái câu hỏi này các bạn. Một cái cây máy mài gấp motor 75 động cơ trổi than này shop bán là 220.000. Thì có rất là nhiều cái tin nhắn dễ thương hỏi là shop ơi, giá 220 nó đi kèm theo mấy pin? Dạ xin thưa các bạn luôn, nó đi kèm theo mấy pin với cái giá 220.000, đòi nó đi kèm theo mấy pin? Dạ ok, đi kèm theo hai pin, hai pin con thỏ, hai pin tiểu. Ok chưa, đẹp trai luôn đúng không? Giá 220.000 là đi hỏi đi kèm theo mấy pin thì sắc tôm quỳ chúng tôi lại luôn. Những cái câu hỏi đó rất là dễ thương, những cái câu hỏi đó gọi là câu hỏi khó không có câu trả lời ha. Rồi, nếu mà nhà khách hàng nào chúng ta mới, chúng ta chưa có lần đầu tiên tiếp xúc máy pin đó, thì các bạn cũng có thể quan tâm đến cái dòng chân pin phổ thông Makita như thế này này. Thì cũng đã gọi là phổ thông rồi thì nó sử dụng chung được rất là nhiều mẫu máy ha. Để các bạn biết được, các bạn muốn biết được nó sử dụng chung được nhiều cái mẫu máy đó, muốn biết thì hỏi, muốn giỏi thì học đúng không? Các bạn quay vô shop máy nhà bãi Biên Hòa, các bạn coi lại mấy cái clip cũ là các bạn sẽ thấy được công dụng của những cái này. Những cái này thì nó quá thừa là mình sẽ không nói thêm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần mũi khoan. Rồi đầu tiên về về cái phần mũi khoan thì các bạn chụp lại cái màn hình này, các bạn chụp lại cái tờ báo giá này đi, rồi thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Lưu ý các bạn luôn, bên mình đã báo giá chi tiết như thế này rồi, các bạn gọi là nó rõ ràng đến từng ly từng tí từng cm một thì các bạn cũng làm ơn các bạn thông cảm dùng shop. Các bạn đừng có hỏi ở cái đó giá bao nhiêu, cái đó khoan mũi 8 giá bao nhiêu, mũi 4 giá bao nhiêu. Thật sự trả lời những câu hỏi đó nó dễ xì chết lắm các bạn nha. Rồi các bạn chụp lại cái màn hình này, sau đó thì mình sẽ giải thích cho các bạn luôn. Bây giờ thì nhà máy nó sẽ phân bổ giá rất là hay, nó sẽ phân bổ ra làm ba nhóm loại các bạn, ba phân loại khác nhau ha. Thì cái nhóm thứ nhất á, là cái nhóm từ 1,5 ly cho tới 5 ly này các bạn này. Từ 1,5 cho đến 5 này thì nó sẽ phân bổ giá của nó là 5.000 một ly các bạn, 5.000 một ly. Ví dụ như các bạn mua cái mũi 4 ly đi đúng không, thì các bạn lấy 4 các bạn nhân với 5 thì nó sẽ ra là 20.000. Rất là đơn giản đúng không? Rồi ví dụ các bạn mua mũi 3, mũi 4, mũi 5 thì các bạn lấy 3 cộng 4 cộng 5 lại thì nó ra bao nhiêu đó, thì các bạn nhân với 5.000 thì nó sẽ ra tổng tiền của ba cái mũi của các bạn đúng không? Rồi tiếp tục áp dụng với lại như vậy luôn. Thì cái nhóm thứ hai thì nó sẽ phân phối giá là từ mũi 52 này cho đến mũi 7,5 này các bạn này. Tức là những cái mũi này là bên mình đang có ha, những cái mũi này bên mình đang có, còn chuẩn của nó thì nó phải là từ 1.1 cho đến là 5.0, nhưng mà bên mình chỉ bán những cái size thông dụng như thế này thôi ha. Rồi cái nhóm thứ hai này là cái nhóm từ mũi 52 cho đến mũi 7,5, từ 52 đến 7,5 này giá của nó là 6.000 đồng một ly. Ví dụ như các bạn mua một cái mũi số 7 đi, các bạn đừng có hỏi giá bao nhiêu, để các bạn chỉ cần lấy mũi 7 nhân với 6.000 thì 6.742 thì nó sẽ ra 42.000 đồng một mũi. Đơn giản vậy thôi ha. Rồi các bạn mua thêm mũi 6 nữa, các bạn lấy 7 ly cộng 6 ly lấy tổng nhân với lại cái số tiền này thì nó sẽ ra tổng hai mũi. Rồi tiếp tục luôn cái nhóm thứ ba, là cái nhóm là nhóm chính là các bạn này. Thường thì những cái sản phẩm nào nó mua đột biến đó các bạn, tức là nó sẽ bị chênh lệch đó, thì nó sẽ nâng giá lên, nâng giá lên để nó cân bằng cái cung cầu. Nó đơn giản vậy thôi các bạn. Nhóm thứ hai là từ mũi 8 cho đến mũi 14 này các bạn này, từ 8 đến 14 này thì giá của nó là 8.000 đồng một ly. Ví dụ như anh mũi 8 ly bao nhiêu tiền,
Đơn giản lắm, anh lấy 8 nhân với 8 là 64.000 đồng, là mũi 8 ly ha. Mũi 10 này với 10 nhân với 8 là 80.000 đồng mũi 10. Đơn giản vậy thôi ha. Nó sẽ phân ra làm ba cái nhóm như thế này. Rồi thêm một điều nữa là hai loại nó sẽ bằng giá nhau. Hai loại nó bằng giá nhau. Chân tròn và chân lục giác chúng ta sẽ phân biệt hai loại ha. Chân tròn và chân lục giác thì nó sẽ bằng giá nhau. Ở đây, đây là chân chân lục giác này. Đây chân lục giác này, này là chân lục giác, thấy không? Đây. Chân này gọi là chân lục giác, tức là chân cài máy vít đó các bạn, chân 6 ly 3 đó, ở cái máy vít minh họa cho. Đây các bạn này, đó đều đó ok ha, đó. Tuy nhiên thì cái chân lục giác nhưng mà không phải là nó sinh ra để dành cho cài máy vít đâu các bạn. Chân lục giác của nó thì nói chung là mình cũng giải thích rất là nhiều rồi. Thành ra thì các bạn cũng chịu khó. Các bạn chịu khó các bạn tìm hiểu lại chứ giải thích lại thì nó cũng lại mất thêm thời gian nữa ha. Đó, thì hai loại này, một chân tròn và chân lục giác thì nó sẽ bằng giá nhau các bạn. Đây, chân tròn đây. Chân tròn và chân lục giác thì nó sẽ bằng giá nhau. Hai loại bằng giá nhau luôn, các bạn thấy không? Ok chưa Đây, chân tròn, chân lục giác phân biệt ra ha. Nhớ chú ý ha, nhớ chú ý các bạn phải chú ý là các bạn mua cái loại gì, tại vì bên mình sẽ có hai loại ha. Ví dụ như em lấy cho anh mũi ở 2 4 6 8 10. Ok anh, em lấy cho anh luôn. Hai loại luôn ha. Tại vì anh không nói phân loại gì sao biết được anh mua loại gì đúng không? Anh thêm một cái hậu tố cho anh lấy chân lục giác hoặc là em lấy cho anh cái chân tròn nhá. Ok, nó chỉ vậy thôi ha. Chúng ta đừng có tiết kiệm cái lời quá là tránh cái tình trạng mà hiểu nhầm ở shop lại gửi sai hàng. Gửi sai hàng đi thì các bạn kiểm hàng các bạn thấy không đúng hàng tôi đặt thì các bạn lại không nhận thì cái đó nó gọi là bom hàng. Mà bên mình thì nó sẽ có một cái truyền thống tức là cứ khách hàng nào gọi là bom hàng đó thì sẽ được liệt vô danh sách đen. Tức là thì cái hệ thống bên Shop Nhật Bản Biên Hòa sẽ không có tiếp nhận cái số điện thoại đó với cái địa chỉ đó nữa. Đơn giản lắm. Còn cái tệ nạn bom hàng thì bán hàng online thì nó phải chịu cái điều đó các bạn. Cái đó gọi là cái rủi ro của bán hàng online thì hầu như là shop nào cũng bị. Thành ra cái đó thì không có phần phải đáng nói. Thành ra thì chúng ta sẽ chú ý để tránh không có nhầm lẫn thì các bạn cứ đọc gọi đúng cái tên của shop là ok. Rồi, mũi chân lục giác á, thì nó sẽ không có nhiều cái số như vậy đâu các bạn. Cái số này này, những cái số này là cái số dành cho mũi chuôi tròn các bạn. Những cái số này là dành cho mũi chuôi tròn nha. Chân lục giác thì nó sẽ có những cái số này. Thì lưu ý các bạn luôn, nó chỉ có những cái số này. Thì ngoài những cái số mình nói này ra thì các bạn không hỏi thêm ha. Nếu mà có thì đã nói rồi, hơi đầu dấu làm chi các bạn nha. Một rưỡi đâu này. Một rưỡi này, hai này, ba này, ba rưỡi này, có ba rưỡi không? Đây, một rưỡi này, một rưỡi này, hai này, bốc từng cái thì không có cho nó khỏi sai sót ta. Ba này, không thấy có ba rưỡi, thấy có bốn này, bốn đâu ta? Năm này, năm rưỡi này, sáu này, bộ mấy số 4 đâu để kiếm số 4 cơ. Đây, 4 này, 4 này, 5 này, 5 này, 5 rưỡi này, 6 này, 6 này, rồi đến 6 rưỡi này, có 6 rưỡi nha, 6 rưỡi này, rồi đến 7 nha. 7 này, 7 có 7 luôn này. 7 xong rồi đến 8 này. 8 xong rồi đến 9 này. 9 9 xong rồi đến 10 này. 10 rồi tới 11 này, 11 này. Rồi tới 12 này. Rồi tới 13 này. Rồi tới 14 này. Đó là những cái mũi chuôi lục giác ha, là những cái số vừa rồi là chuôi lục giác là bên mình đang bán ha. Thực sự nó có rất là nhiều số nhưng mà bên mình chỉ bán những cái số thông dụng thôi về cái chuôi lục giác như thế này ha. Còn ngoài ra thì cái bảng này là cái bảng chuôi tròn này thì nó sẽ nhiều cái số hơn tùy cái nhu cầu của chúng ta. Rồi ok luôn, bây giờ đi vào phân tích về cái thế nào gọi là thép gió và thế nào gọi là phủ Coban M35 ha.
Rồi, những cái mũi khoan truyền thống thì các bạn vẫn thường mua như thế này, thì các bạn để ý ở trên những cái mũi khoan đó thì nó sẽ có những cái dòng chữ này các bạn này, nó sẽ có những cái dòng chữ ở đây các bạn thấy không, HSS các bạn thấy không, HSS các bạn thấy không, HSS thì nói nôm na các bạn hiểu nó là gọi là thép gió. Thép gió thì với cái độ cứng bao nhiêu đó, độ cứng thì nó tính theo đơn vị là HRC đó, thì đó là độ cứng bao nhiêu HRC đó, hiểu đúng không? Thì tùy tùy mỗi một cái độ cứng khác nhau mà cái giá của nó thì nó sẽ chênh lệch khác nhau, đúng không? Thép gió đây. Rồi bây giờ nó thép gió không thì nó vẫn chưa có đạt. Tại vì các bạn biết rồi, ví dụ như thằng này độ cứng của nó là 40 HRC đúng không? Nhưng mà chúng ta cần khoan một miếng sắt mà độ cứng của nó 45 HRC thì thằng mũi khoan này thì nó sẽ không có khoan được, đúng không? Nó sẽ không có khoan được. Tuy nhiên thì cũng vẫn là một cái độ cứng mũi khoan, độ cứng là 40 HRC đi, mình lấy ví dụ ha, vẫn là một cái mũi khoan độ cứng 40 HRC, nhưng mà ở bên ngoài nó được phủ thêm một cái lớp coban, được phủ thêm một cái lớp coban nữa thì nó sẽ khoan được cái tấm thép với cái độ cứng mà lớn hơn nó. Ví dụ như mình đang nói ví dụ đây là cái độ cứng tấm thép độ cứng là 45 HRC gì đó, đúng không? Thì thằng này thì nó sẽ khoan được, đúng không? Thì bởi vậy thành ra thì cái ưu điểm của cái thằng phủ coban tức là sao? Tức là nó đã có sẵn cái độ cứng của những cái mũi khoan thông thường như thế này, đồng thời nó sẽ được phủ thêm ở bên ngoài một cái lớp coban. Cái lớp coban thì cái lớp gọi là một cái lớp hợp kim siêu cứng rồi. Bạn nào muốn biết cái coban nó như thế nào thì các bạn Google, các bạn đánh cái chữ cờ ô cô b a ban ban thì các bạn sẽ biết được. Nó sẽ phủ thêm một cái lớp coban để nó trị những cái thằng thép cứng, đúng không? Tại vì thằng coban thì nó chỉ đứng sau cái thằng Volram, nó chỉ đứng sau cái thằng kim cương thôi. Đó thì cái độ cứng của nó thì coi như là đứng đầu top ten rồi. Đó, bởi vậy thì khoan gọi là inox và thép cứng thì đối với nó thì gọi là muỗi các bạn. Bởi vậy các bạn chú ý là mỗi lần mà các bạn khoan á thì cái mũi cái thủ phủ coban này nó ăn vô rất là ngọt các bạn. Nó ăn cực kỳ ngọt luôn à. Ồ. Thì các bạn nên chú ý cho mình luôn là nó phủ coban tức là nó chỉ gọi là phủ bên ngoài thôi ha, phủ bên ngoài thôi. Chứ nếu mà nó nguyên một cái cây coban như thế này luôn thì không biết là một cái mũi nó phải cả triệu bạc. Đúng không? Thành ra thì các bạn mới thấy được giá của nó thì gọi là nó tương đối là rất là mềm so với lại những cái mũi khoan thép gió thông thường, đúng không? Và hiện tại luôn là hiện tại bên mình cũng sử dụng những cái mũi khoan này rất là nhiều, sử dụng gọi là để trải nghiệm thôi, rất là nhiều. Thì cái cảm nhận tức là nếu mà chúng ta sử dụng đúng cách đó, khoan đúng cách, bảo vệ đúng cách thì nó rất là bền các bạn. Nó sẽ lâu, rất là lâu cái bị mòn cái đầu này. Thì mũi khoan bình thường các bạn mới mua các bạn sẽ để ý rồi đúng không? Mới mua nó ăn rất là ngọt, nhưng mà khoan được vài chục lỗ rồi tự nhiên nó không ăn nữa, tức là nó sẽ bị gọi là cùn cái đầu này đi đúng không? Sẽ ăn lúc đó chúng ta phải mài lại đúng không? Thì do đó thì chúng ta không có biết bảo vệ nó. Để bảo vệ nó thì nó sẽ có những cái kinh nghiệm như thế này. Đầu tiên là làm mát chúng ta có thể làm mát bằng nước, làm mát bằng dầu nhớt, làm mát là cái cực kỳ quan trọng luôn đúng không? Cái thứ hai là khoan mồi là để bảo vệ tránh gãy mũi khoan các bạn, tránh gãy mũi khoan nè. Cái thứ hai là khoan mồi, làm mát là để bảo vệ không cháy cái đầu mũi khoan, còn khoan mồi là để gọi là tránh gãy mũi khoan. Ví dụ như chúng ta muốn khoan cái lỗ 10 ly, khoan cái lỗ 10 ly đúng không, thì đối với nhựa gỗ nhôm thì ok, thì chúng ta cứ làm láng không vấn đề gì, nhưng mà đối với sắt thép thì không thể nào mà khoan lỗ 10 mà chúng ta đùng cái chúng ta đưa cái mũi 10 cho chúng ta chơi được các bạn. Các bạn đưa cái mũi 10 các bạn chơi luôn, chơi thì chơi được đó, nhưng mà cũng được gọi là khoan được một hai lỗ là chúng ta vất luôn cái mũi đó đi, đó là quạng là gãy liền đúng không? Trước khi khoan lỗ 10 đó thì chúng ta nhích cho nó cái lỗ 6 trước, rồi bắt đầu nhích cho nó thêm cái lỗ 8, rồi tiếp tục luôn nhích cho nó cái lỗ 10 đó. Thì đối với lại những khoan gọi là khoan sắt thép cứng hoặc là chúng ta khoan cái vật liệu phôi dày thì chúng ta phải khoan mồi trước. Chứ không có đùng phát một đẩy vô phát một luôn không bao nhiêu tiền mũi cho vừa đúng không? Thì tương tự với lại cái mũi chui cài này cũng vậy nha, mũi chui cài này cũng thế. Mũi chui cài này thì nó cũng như thằng kia, nhưng mà theo như mình thấy thì nếu mà nó bằng giá nhau thì nó sẽ rẻ hơn, tại vì thằng này thì nó phải gia công thêm một cái chui lục giác đúng không các bạn. Thằng này nó phải gia công, nó phải phay lại một cái chui lục giác như thế này, tức là nó sẽ thêm một công đoạn này nữa đúng không? Đó.
Thành ra thì nếu mà nó bằng giá nhau thì nó sẽ gọi là rẻ hơn. Đó. Đó. Hai thằng thì cùng một hãng, cùng một nhà máy như nhau hết luôn. À. Đó. Tất đã luôn. Thành ra thì nó sẽ bằng giá nhau. Rồi thì tất cả những cái loại này, thì nó gọi là hàng nội địa chung, nội địa tàu. À, nội địa tàu đây. Ở đó thì các bạn đọc được tiếng tàu thì các bạn đọc thôi. Đó. HSS phủ lớp Coban M35, bạn thấy không? Tất cả luôn thì nó sẽ đều chung một nhà máy hết. Chung một nhà máy hết. Thành ra thì về gọi là về cái hiệu năng, về cái chất lượng đó, thì các bạn được số máy Nhật Bản, số máy Nhật Bản Biên Hòa bao cho các bạn luôn là nó sẽ xứng đáng với lại cái số tiền các bạn bỏ ra. Chứ không phải là bây giờ người ta mua cái mũi 10 80.000 mà tao về tao khoan nó còn thua cái mũi 8.000 hoặc là thua cái mũi 20-30.000 tao mua ngoài chợ. Dạ xin thưa, không có điều đó đâu các bạn. Bảo đảm các bạn luôn, các bạn mua cái mũi này về các bạn so sánh với lại những cái mũi thông thường, các bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt, đặc biệt là khi nào chúng ta khoan inox với lại sắt thép đó. Inox là cái thằng rất là trơn, rất là khó khoan đúng không đó, thành ra thì các bạn cứ yên tâm mà các bạn chơi ha. Rồi ok luôn. Rồi một lần nữa thì khách hàng nào chúng ta chưa biết về cái bảng giá này thì chúng ta quay ngược lại cái video, cách đây 5-10 phút thì đó các bạn coi mình giải thích cái bảng giá này rồi á. Thì nếu mà chúng ta bà con cô bác chúng ta có nhu cầu thì chúng ta cứ đây cái thông tin ở trên cái đây rồi, mình cũng không tiện nói lại luôn à. Rồi sản phẩm tiếp theo là một cái bộ tarot bằng tay, hai mươi chi tiết là các bạn. À, 20 chi tiết tarot tay, 20 chi tiết. Thì cái này thì hồi xưa cách đây khoảng 3-4 năm thì bên mình bán rất là nhiều. Sau đó thì cái nguồn hàng của nó, cái giá của nó tăng đột biến các bạn. Tăng đột biến thì mình bực, mình mới không lấy mình bán nữa. Như cái này thì cái hồi đó bán rất là chạy các bạn. Hồi đó bán cực kỳ chạy luôn nha. Đặc biệt là cái bộ 20 chi tiết này. Bán rất chạy luôn, giá nó lên đột biến, mình ghét mình không lấy nữa. Thì bữa nay thì mình tìm lại được một cái nguồn hàng giá rất là tốt. Thành ra thì mình sẽ lấy về mình tiếp tục phục vụ lại cho ông ta luôn. Rồi, báo giá cho ông ta luôn, biết luôn là cái bộ tarot 20 chi tiết này thì bên shop Nhật Bản Biên Hòa đang bán cho các bạn với cái giá là 175.000, 175.000. À, giá này thì các bạn thấy rồi. Những cái hàng này thì đại đa số ở đâu đâu cũng có bán, các bạn có thể lên Shopee, Lazada các bạn tham khảo về cái giá. Nhưng mình nói thì không phải là cái giá rẻ nhất đâu, nhưng mà mình lúc nào mình cũng để cho các bạn một cái giá tốt nhất đối với lại những cái hàng nội địa tàu giá rẻ như thế này. Lúc nào cũng mong muốn là đưa cho các bạn một cái giá tốt nhất có thể thôi các bạn. Đương nhiên là bán thì nó cũng phải có lợi nhuận rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem bộ 20 chi tiết này nó sẽ gồm có những cái gì. Rồi đầu tiên các bạn coi này. Đây, 20 chi tiết này đầu tiên thì tarot đây. Tay tarot này các bạn này, tarot thì nó sẽ có tarot trong, tarot ngoài ha. Đây nó có bản đen ngoài này. À, còn đây là những cái cây này, tarot trong này các bạn thấy không? M3 nhân 0.5, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12. À, các bạn thấy không? Coi như từ M3 đến M12, tất cả bước ren là bước ren phổ thông hết ha. À, bước ren thông dụng ta đang xài hàng ngày đó. Còn đây các bạn thấy đây, ở bên này nó cũng tương tự như vậy luôn ha, từ M3 cho đến M12 luôn, các bạn thấy không? Bước ren này cũng bước ren phổ thông luôn này, tha hồ chúng ta sử dụng bóc bạch luôn. Thì nó sẽ bao gồm có 20 chi tiết ở trong này. Giá bên shop máy Nhật Bản Biên Hòa đang bán cho bạn luôn là 175.000, giá cũng chưa có bao gồm phí vận chuyển. Và bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn coi chi tiết chi ly từng tí một xem nó như thế nào đây. 175.000 nó rất là đáng giá luôn các bạn, cực kỳ đáng giá luôn đây à. Chất thép của nó là thép CRV, chất thép CRV thì tuy nhiên thì với cái giá 175.000 này thì chúng ta không có thể nào chúng ta so sánh được với những cái hàng bãi Nhật được các bạn. Những cái hàng bãi Nhật mà các bạn mua đó thì các bạn mua hàng bãi, hàng Nhật, các bạn mua Nhật ngoài bãi thì các bạn thấy nó rẻ. Nhưng mà thực sự ra những cái đó mà chúng ta đụng vào hàng mới các bạn, giá của nó tiền triệu không các bạn. Thành ra chúng ta không có so sánh được cái chất lượng của bãi Nhật với là cái này được. Thì so sánh như vậy nó sẽ không hợp lý. Thì 175.000 này thì nó cực kỳ nó phù hợp cho những khách gia đình chúng ta đam mê bọc bạch, chế cháo này kia kia nọ đó, hoặc là nó cũng có thể dành cho những thợ gọi là thợ nghiệp dư thôi. Thợ nghiệp dư thì mới xài cái này, còn thợ chuyên nghiệp thì không ai xài cái bộ này cả. Tại vì thợ chuyên nghiệp một ngày họ có thể họ tarot cả 100 lỗ thì họ không có thể sử dụng những cái này được, mà họ sử dụng những cái mũi gọi là siêu đắt tiền đó. Còn cái này thì gia đình chúng ta thì lâu lâu chúng ta mới bọc bạch này kia thì chúng ta sử dụng cái này là ok rồi. Đây là một cái tay siết để chúng ta siết cái tay tarot, một cái tay siết để chúng ta siết cái tay tarot này, chúng ta kẹp mũi tarot ngoài này đó, siết nó nằm đây.
ta siết này thì nó từ M3 cho đến M12, M3 đến M12 đây, ta siết vào. Ok. Đó. À, một thằng đen thuận, một thằng đen ngược, à, thằng đen thuận, thằng đen ngược đây. Rồi cái này là một cái siết bàn tarot, à, bàn tarot sẽ nằm đây, đây tarot bàn đây, à, hay còn gọi là bàn ren các bạn, bàn ren đây. Đây. Bàn ren này thì chúng ta tarot ngoài thì nó hơi khó, cái này thì mục đích chính chúng ta gọi là để sửa ren là ok. Còn chúng ta tarot trong này thì chúng ta có thể sử dụng những cái mũi này từ M3 cho tới M12. Thì tất nhiên là tarot cái này thì chúng ta cũng phải sử dụng những cái mũi khoan mồi nó tương ứng, những cái mũi khoan mồi tương ứng thì bên mình cũng có bán rất là nhiều. Ví dụ như là mũi 33 này, 42 này, 52 này, 6 rưỡi này, 8 rưỡi này, đó tức là những cái mũi mà để chúng ta dành chúng ta khoan mồi trước khi chúng ta tarot đó các bạn. Đây bàn ren nó đây này, các bạn thấy không? Đó. Tất cả chất thép của nó là thép CRV hết, à, đúng không? Giá của nó thì mình thấy thì nếu mà gia đình chúng ta mà làm cái bộ này thì coi như trên cả tuyệt vời, 175.000. Thì nói không có phải nói quá các bạn. Mình có mua một cái bộ giống như vậy là mình sử dụng cách đây cả chục năm rồi các bạn. Đến bây giờ mình vẫn còn xài luôn các bạn. Có 10 năm trước mình đã mua một cái bộ giống như vậy rồi, đến bây giờ mình vẫn còn xài luôn các bạn. Nó chỉ bị gọi là lờn cái chỗ siết tay này này, lờn chỗ siết tay tại cái này nó bằng nhôm này, chúng ta siết mạnh quá lâu lâu nhiều lâu xài lâu nó bị lờn. Còn ngoài ra thì nó rất là tuyệt vời, những cái mũi này nó còn nguyên si và vẫn còn sắc bén hết, chẳng phải mài. Đó là cái chia sẻ cho các bạn thôi, chứ không phải là đồ rẻ mà chúng ta sử dụng một hai bữa chúng ta bỏ đi cũng không đúng. Đại loại như ông bà chúng ta dạy thì cũng rất là đúng các bạn, của bền tại người nữa. Chúng ta sử dụng, chúng ta muốn nó tốt nó bền chúng ta cũng phải biết cách sử dụng nó như thế nào. Ví dụ nhiều khi mà chúng ta khoan lỗ 6 ly đi mà các bạn khoan mồi cái mũi khoan khoan mồi cái lỗ nhỏ nhất, lỗ nhỏ quá coi như chúng ta ép cái mũi này ép nó sẽ gãy ha. Chúng ta cứ đi đúng cái thông số kỹ thuật của nó là ok, đó đơn giản thôi. Thì những cái lựa chọn những cái mũi khoan mồi này thì nó hầu như trên trên YouTube, trên trên Google thì ở đâu ai cũng hướng dẫn chia sẻ, nó đơn giản nữa, không có gì khó hết ta. Rồi, một bộ tarot 20 chi tiết, bộ tarot 20 chi tiết như thế này nha. À, giá của nó là 175.000, 175.000, giá cũng chưa có bao gồm phí vận chuyển. Đang đứng trước ngay, các bạn thấy đang đứng trước ngay cửa shop này, nhìn sang bên kia đường là các bạn thấy một cái nhà thờ ha. Nhà thờ này có tên là Đền Thánh Giuse này. Rồi các bạn đi nhìn lên phía trên cùng á, đó trên kia là đường Nguyễn Ái Quốc ha. Đó đường Nguyễn Ái Quốc đi xuống đây khoảng độ tầm 100 mét thôi. Đó là tới shop rồi. Cái shop là đối diện nhà thờ đó. Đó từ bên nhà thờ là nhìn sang là các bạn thấy shop này, rất là dễ đi ha. Đó, cứ đứng ngay nhà thờ nhìn sang phía đối diện luôn là shop Mai Nhật Bãi Biên Hòa luôn. À, ngay trên đường Nguyễn Ái Quốc đi xuống khoảng tầm hơn 100 mét, phía bên Nguyễn Ái Quốc đi xuống thì nó sẽ nằm bên phía bên tay trái nha. Rồi chúng ta cùng vô trong shop xem bên shop Mã Nhật Bãi Biên Hòa bán những cái gì nha. Để thuận tiện hơn trong cái việc đặt hàng thì bắt đầu từ cái video này thì shop Mã Nhật Bãi Biên Hòa sẽ tích hợp cái trạng thái của cái sản phẩm vô trong cái phần mô tả video cho chúng ta coi. Thì cái phần mô tả video thì nó sẽ nằm ở đâu? Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở trên cái giao diện web máy tính nha. Thì các bạn vô một cái video mới nhất. Đây ví dụ mình vô một cái video mới nhất ở đây. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy được là có một phần dưới này này, nó gọi là cái phần mô tả video này, thì tất cả những cái thông tin mà các bạn cần nó nằm ở đây hết này. Các bạn chỉ cần bấm sổ ra cái là các bạn coi. Đây mình bấm sổ ra các bạn coi này. Đó thì ở trên này thì shop sẽ cập nhật cái trạng thái của sản phẩm cho chúng ta coi. Ví dụ như đầu tiên là các bạn chưa cần coi video, các bạn bấm sổ này ra là các bạn đã biết được là ở trong cái video này nó sẽ bao gồm bao nhiêu sản phẩm này, rồi giá bán của nó luôn này. Mình lấy ví dụ như cái VOM này, VOM 108 này, giá của nó là 135.000 này. Đó. Thì tình trạng của nó là đang tạm hết này, thấy không? Đó, rất là trực quan luôn. Thì tiện cho chúng ta theo dõi những cái này để chúng ta đặt hàng cho nó nhanh chóng, không cần phải mất thời gian là hỏi ờ shop ơi cái này còn hàng không, ờ shop ơi cái kia giá bao nhiêu tiền. Rồi một điều lưu ý nữa là khi mà chúng ta coi cái trạng thái của sản phẩm này, ví dụ như các bạn coi cái chữ tạm hết này, các bạn thấy chữ tạm hết này, tức là tạm hết là hiện tại là shop không còn sản phẩm đó nhưng đang chuẩn bị về tiếp, tức là sẽ trong khoảng thời gian ngắn, ví dụ như 5 3 bữa thì nó sẽ về lại ha. Còn các bạn thấy chữ còn hàng thì chắc chắn là nó sẽ còn rồi. Thì các bạn thấy chữ hết hàng này,
quan trọng cái chữ hết hàng này, thì cái sản phẩm nào mà nó có trạng thái hết hàng này là tức là các bạn sẽ chờ rất là lâu. Cái chữ hết hàng này thì các bạn chờ phải tối thiểu là phải 20 ngày. Thì tất cả những cái thông tin các bạn cần nó sẽ nằm ở đây hết này. Ví dụ như đây, shop Mã Nhật Bãi Biên Hòa này. Các bạn thấy số điện thoại đây không? Đây, số điện thoại trên ngay đây luôn này. Vừa trên màn hình này cũng có này, các bạn thấy không? Vừa trên màn hình này cũng có này, mà vừa dưới phần mô tả video cũng có này. Rồi khách hàng cứ hỏi địa chỉ thì địa chỉ sẽ nằm ngay đây luôn chứ chẳng đi đâu hết à. Đây địa chỉ đây rõ ràng luôn à. Trên Google Map có luôn này. Google Map có địa chỉ luôn, tất cả những cái thông tin các bạn cần nó sẽ nằm ở đây hết. Rồi ở trên điện thoại thì các bạn cũng làm tương tự như vậy luôn. Đây, các bạn bấm vô một cái video chúng ta mới nhất chúng ta cần theo dõi đây. Để các bạn thấy chưa? Rồi, ở trên cái điện thoại này thì chúng ta thấy cái phần mô tả video nó nằm ở chỗ nào thì có rất là nhiều anh nhiều chú thực sự chúng ta không có để ý bao giờ, không bao giờ chúng ta để ý cái này. Thì các bạn thấy cái chữ xem thêm nó ở ngay đây này, à, thấy chữ xem thêm đó là chúng ta bấm sổ cái phần mô tả video ra, à, bấm chữ xem thêm này. Đó, sổ cái phần mô tả video ra thì chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái thông tin mà các bạn cần sẽ nó sẽ nằm ở đây các bạn thấy chưa? Đó. Thì trên điện thoại chúng ta sẽ làm như vậy à, bấm sổ phần mô tả video ra thì tất cả chúng ta cần là nó sẽ nằm ở đây hết à. Sản phẩm bao nhiêu sản phẩm rồi, giá bán bao nhiêu rồi, tình trạng còn hàng hết hàng rồi, địa chỉ shop rồi, cách thức liên lạc rồi, đến giờ làm việc, đầy đủ tất cả thông tin ta cần đây. Thì đó là chúng ta coi ở trên điện thoại như vậy à.